年初一忘记过去错失，年年有今日个酸中整多个失。一到初二祝你可以万事如意，日日如是，搵多啲搵多啲 say sorry， 赤口都唔使斗气，你就我就你又就嚟坐四，所有贵人 call 你冲六七，以后每一个节日祝你假期当六日。句句噱头又清心，提升你运气，福气就近。拍拍膊头就放心，平安会令你十倍精神。个个笑容又够真，纯真嘅面相一笑合衬。老友过年大变身，有我陪你发奋。恭祝你在这新春爱可相传，让世间充满无限。心碎全部温暖，nếu anh là bạn thân Thế Kiệt, phiền anh khuyên Thế Kiệt nhận chức quyền thị trưởng giùm tôi đi. Vụ án của Đường Đại Tiểu Thơ xử ra sao? Nói cho cùng cũng phải coi Phủ Thị Chính nghĩ thế nào nữa. Báo cáo thị trưởng, xe đã chuẩn bị xong, có thể đi ngay. Ghế thị trưởng anh tưởng dễ ngồi lắm à? Chỉ với một vấn đề xây cầu cũng đủ mệt mỏi rồi. Tôi rất vui, trân trọng giới thiệu với mọi người, 6 người trong đoàn trí tương của tôi đưa ra kế sách cho chính phủ để người dân được hạnh phúc. À, uống đi. Ui, nè, xin mời. Ăn cái này đi, ngon lắm. Xin mời. Nè, đem qua đi. Coi bộ đúng là cây liễu lại ra hoa nữa. Dân xã trưởng, ý của ông là... Tôi nhận được một tin đáng tin cậy. Người tên Tô Phi và thị trưởng là bạn bè thân thiết. Hiện giờ hắn đang muốn tuyển người dạy tiếng Anh cho hắn. Chỉ cần chúng ta tiếp cận được hắn, không sợ không có cơ hội tiếp cận quyền đại trưởng. Thật tốt quá. Nè, buồn quá. Nè, còn ai tới phỏng vấn nữa không? Nè, lão đại, người này tự xưng là văn thao võ lược, cái gì anh cũng biết hết. Chào mọi người. Mời anh ngồi. Cảm ơn. Hữu lễ. Anh giỏi thiệt vậy sao? Anh có khoe khoang quá hay không? Nè, nhìn người này cũng giống lắm. Tên họ là gì? Tôi tên Văn Chí Ma, Văn của Văn Chương, Chí của Chí Khí, Ma của Chữ Đạt Ma. Tên gì cũng không có quan trọng, trước tiểu nhân sau quân tử, học phí anh lấy bao nhiêu? Có câu đời có trăm thứ vui, sao đó cần thiên lý mã. Tôi cũng có một con thiên lý mã. Quan trọng là mình thích, không quan tâm cái khác. Thậm chí giá tiền chỉ là thứ yếu. Có Chí Khí, có phòng cách lắm. Bớt nói câu dư thừa, hành động thực tế nhất. Qua được ải rồi hắn nói. Văn đối nguyệt, Vũ đối phong, Dằn chiêu, đối tịnh không, tổ chìm, hiếu, đối côn trùng. Hai, tới lượng má. Bạch Bán, đối Hồng Trung, nên gọi Khải Long. Mạc gọi đối Bình, nên gọi Khải Long. Mạc Đáo yếu Khánh Công. Bạn rách ăn qua hồ, không sợ đại tướng công, nhưng có tới hai chữ qua. Nếu vậy, bạn rách ăn qua hồ, mãi mãi không xuất đồng. Văn giỏi lắm. Văn phạm giỏi. Lợi hại thiệt. Quả như là người có ăn hậu. Sau này có ảnh thì con không sợ gì nữa. Các gì đã quá khen. Thật ra cái mà tôi giỏi nhất là Thơ mới. Mưa xuân đang rơi bên ngoài cửa. Sự mệt mỏi của tôi đang để ở trên giường. Ngày hè có cơn gió đang thổi qua. Những mệt mỏi của tôi điều để ở trên giường. Thì ra cái giường cũng có thể viết nên thành thơ nữa ha. Thất lễ. Mời. Lão đại à, người này cũng khá lắm, còn suy nghĩ gì nữa? Thì phải, cái gì cậu cũng giỏi hết, lại chịu lấy tiền công rẻ, điều kiện tốt vậy con còn suy nghĩ gì nữa đây? Phải, mọi người nói đều có lý hết, nhưng mà với giá tiền như nhau, đương nhiên là phải mời một người đẹp để có tinh thần,
Phụ nữ đương nhiên là tốt hơn đàn ông hả? Ồ, thì ra là anh thích phụ nữ. Bên ngoài có một người để lâu rồi. Sao mày không nói? Mau kêu cổ vô. Ồ. Lão đại, chính là cổ. Hả? Tướng quan cũng khờ ngờ lắm. Cô tên họ là gì? Thẩm Giai Nghi. Còn anh? Tô Phi. Lớn tiếng chút. Anh nói như vậy làm sao mà ai nghe được? Tô Phi. Tôi có ba cái dạy, ba cái không dạy. Trời ơi. Một, ngu không dạy. Hai, lười không dạy. Ba, vừa ngu vừa lười cũng không dạy. Hình như tôi chưa có nói chọn cô mà. Anh chơi tôi. Lão đại à? Tránh cũng không biết tránh, tránh cũng không biết tránh. Ngu hơn là con heo nữa. Đừng hòng mà tôi dạy cho anh. Đúng là ma chơi quỷ chán, tâm lý biến thái. Nghe nè Phương à, nghe nói anh hai của em cũng được lắm. Chị có cơ hội không? Không có. Bây giờ anh hai em là chủ tịch công đoàn, sao để mắt tới người bán rau như chị chứ? Đừng có mơ nữa, tìm người khác mà lấy đi. Chị hết hy vọng. Ây à, đi đường kiểu gì? Là anh. Xin lỗi cô. Không có sao. Tôi xin lỗi. Tại tôi mới phải. Của anh nè. Cảm ơn cô. Ông chủ bà cho tôi mì. Dạ. Mời anh ngồi. Cảm ơn. Nè, anh có nhớ tôi không? Chúng ta quen biết sao? Chúng ta đã gặp nhau ở trước cổng bệnh viện. Hôm đó có rất nhiều người tới cầu phúc cho thị trưởng, chen chúc nhau, tôi còn bị té nữa. Cũng may có anh đỡ tôi dậy. Chỉ có vậy thôi. Vâng. Khoan đây đã, giúp chú trả cuốn truyện tranh này cho Tô Phi. Dạ. Cô à, tôi nhớ ra cô rồi. Trước kia chúng ta từng gặp nhau ở ngoài đường. Phải đó, cuối cùng anh cũng nhớ ra tôi. Cô dễ thương như vậy sao tôi không nhớ? Hồi nãy vẫn chơi với cô chút thôi. Tôi gặp cô hai lần, lần nào cũng làm rớt tập thư, và lần nào cũng là cuốn sách này. Cô có nghĩ cô và tôi giống như là tựa đề của cuốn sách này hay không? Thời khắc của Lục Phân. Là thời khắc của duyên phận. Tôi tên Giang Chi mà, xin phép được biết tên họ của cô. Em tên Tô Phương. Râu bắp vuốt nhẹ qua gương mặt, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Tô tiểu thư, tên của cô làm cho tôi nhớ tới một loài hoa ở dưới biển, rất là xinh đẹp. Tên của em đúng là cũng có ý thơ hả? Ánh mắt nhìn ấm áp, càng tăng thêm vẻ đẹp và đủ sức làm ấm cả căn phòng lạnh giá. Không phải chỉ có vậy thôi, mà tôi thấy Tô tiểu thư cũng rất có năng khiếu làm thơ. Mấy thứ này gọi là thơ mới. Anh giỏi thiệt, biết sáng tác thơ mới. Xem ra chỉ có mình cô mới biết thưởng thức tài nghệ của tôi. Sự thật lần này tới đây là tôi muốn xin làm thầy giáo, nhưng xem ra tôi đã bị mất cơ hội. Trùng hợp vậy, anh hai em cũng cần giáo viên nè. Có phải anh đi phỏng vấn ở lầu 2 số 3 không? Hả? Thì ra tôi tiên sinh là anh hai của cô. Có lộn không? Anh xuất khẩu thành thơ, bụng đầy bút mực, anh hai lại không chấp nhận anh. Không được, phải dẫn anh tới đó nói chuyện. Cảm ơn Tô tiểu thư. Mưa gió mây đều quyện lấy nhau,
đừng cưỡng cầu, đừng cưỡng cầu. Anh là áng mây, còn em là gió. Gió thổi mây bay, từ đông sang tây. Những lời anh nói, chữ nào em cũng biết hết. Có điều nghĩa của nó thì em không hiểu. Amen and a pen. Pen của em bị rớt xuống sàn rồi. Để em lượm lên. Lần này chắc là phải sửa mất. A pen and a can. Viết của em lại rớt nữa rồi. Để tôi lượm giùm cô. Không cần. Để em tự lượm. Tôi thì là chịu hết nổi. Từ sao? Tôi muốn đi phòng vệ sinh. Phải, đúng là tên mắt thiệt. Coi bộ tôi cũng nên học tiếng Anh quá. Miss, trời đang lạnh, lần sau cô tới mặc nhiều quần áo vô, để lạnh thì không tốt. Anh biết quan tâm người khác, nhưng mà thịt da của em nó nóng lắm, không có sợ lạnh đâu. Nếu như anh vẫn còn lo lắng, lần sau anh cởi đồ của anh cho em mặc là được rồi. Tôi không tiện. Nè, vậy còn ngày mai thì sao? Con làm cái gì vậy? Ây da, xin lỗi cô nha. Cô muốn đổ nước thì phải nói trước một tiếng chứ. Ây da, chị thiệt là không đúng, nó làm một rồi. Không phải tôi kêu chị đổ nước phải kêu tôi một tiếng sao? Để cùng nhau rửa mấy cái đồ dơ mà. Cô nói đồ dơ là sao hả? Tất cả bọn đàn ông ở đây đều nhìn chằm chằm vào cô. Không phải là đồ dơ thì là gì? Thì sao hai người tông động chơi tôi chứ gì? Phải thì đã sao? Ăn mặc vậy để làm gì? Cô tưởng em phịt để mắt tới cô hả? Phải đó. Có nhìn thì cũng không có thèm nhìn cô đâu, cô biết chưa? Cô nói cái gì? Cái gì hả? Cái gì? Cái gì? Đánh nhau cô. Có vụ đánh nhau. Đánh như vậy sẽ xảy ra án mạng đó. Chết nè. Mau quay kéo họ ra đi. Đừng có đánh nữa. Mấy người muốn chết hết phải không? Không nể mặt thanh miệng rộng này. Đứng lên. Ông chú Tô, đi tự nhiên tôi tiễn ông. Mời. Anh Tô, sao đứng đó không có chịu vào hả? Anh sợ. Tôi mà sợ. Uống tiếp. Còn thấy khó chịu hả? Được coi. Đâu có sao. Nè, nếu cảm thấy khó chịu thiệt, đi khám bác sĩ đi. Vô dụng thôi, bệnh của lão đại, bác sĩ trị cũng không hết đâu. Hả? Trị không hết? Hả? Nè chú Chiêu, chú biết tôi bị bệnh gì à? Theo kinh nghiệm của tôi ra giang hồ bao nhiêu năm trời, căn bệnh này của cậu gọi là bệnh tương tư. Bệnh tương tư? Nè, con tương tư ai vậy? Là Liên bán rau hay là Lan bụng ruồi? Hay là mấy cô ca sĩ nổi tiếng tối hôm qua? Phải đó. Nè, ngay cả tôi cũng không biết mình đang tương tư ai nữa. Sao chú lại biết? Đương nhiên rồi. Nửa đêm hôm qua lúc tôi thức dậy đi tiểu, tôi đi ngang qua phòng của cậu. Tôi thấy cậu đang nằm mơ rồi gọi tên một người con gái. Là ai?
Đường, Nhã, Văn. Hả? Đường Nhã chữ thần. Cái này gọi là ban ngày nghĩ gì thì đêm sẽ nằm mơ thấy như vậy. Trong lúc nằm mơ, lão đại cứ kêu Đường Nhã Văn, Đường Nhã Văn. Có nghĩa là Đường Nhã Văn đã chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng của lão đại. Hèn chi anh hai cơm cũng không thèm ăn. Đối với mấy người đẹp đó giống như Ngao Du Tứ Hải vậy. Bởi vì lão đại đã yêu Nhã Văn rồi. Hả? Đường Gia Nhị tiểu thơ. Hờ, nghĩ lại lúc đầu ở trong công ty Bách Quá, vừa mới nhìn thấy cổ là tôi muốn tát cho cổ một bạt tay. Hả? Vừa bướng bỉnh vừa ngoan cố. Nhưng mà sau này cổ đem vỏ trái cây tới xin lỗi chúng ta thì lại rất là lễ phép. Tôi lại cảm thấy cổ cũng không phải là người đáng ghét lắm, còn hiền thục và nhu mì. Đúng là yêu kiều bá mị, dễ thương hết biết. Ê, hey, hai đầu, bà chủ ủng hộ con, ráng lên. Từ ngày quá, tôi đã đến trễ. Thì không có sao, tôi cũng vừa tới đây thôi. Tôi đã gọi món ăn cho cô rồi, có lẽ sẽ hợp khẩu vị của cô. Cũng được, dù sao chút nữa còn phải đến Thắng Hiệp Hòa để dự họp. Hả? Sao mà gấp vậy? À phải rồi, anh hẹn tôi ra đây gấp như vậy có chuyện gì không? Là như vậy? Ờ, thực ra lần này tôi... Có phải xảy ra chuyện gì nữa không? Bọn Thắng Hiệp Hòa là có chuyện hả? Ờ, không phải, không phải. Hai vị, phần ăn tình nhân đã mang tới, cách làm giống món canh của người Tây, xin mời dùng. Phần ăn tình nhân? Tôi nhớ cô nói âm nhạc của Beethoven nghe rất là hay, rất là lãng mạn. Thực ra bây giờ tôi đổi sang nghe nhạc của Mozart, không nghe nhạc của Beethoven nữa. Được được được, anh à, kéo sang nhạc của Mozart giùm tôi, cảm ơn. Không cần, không cần phiền vậy đâu, không cần, cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Ờ, cảm ơn. Bạn bè ăn với nhau làm vậy không thoải mái chút nào. Phải, là bạn bè mà. Ờ, thứ hai tuần này tôi sảnh, tôi muốn hẹn mấy người bạn, đúng lúc thì bọn họ đều bận việc hết. Không phải lần trước chúng ta đã hẹn đến núi Quan Âm ngắm mặt trời mọc nhưng mà đã không thành à? Hay là ngày mai chúng ta đi tới đó? Tô Phi à, thực ra tôi... cô không muốn đi núi Quan Âm. Vậy chúng ta có thể đi núi Bạch Dần, núi Lạc Phúc, núi Liên Hoa. Nếu không thích thì đi chèo thuyền, đạp xe đạp là sở thích của cô. Thực ra hôm nay anh vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy, thiệt tình tôi rất cảm động. Có điều từ trước đến nay tôi đều coi anh là người bạn tốt của tôi. Ờ, nhưng mà có nhiều mối quan hệ cũng bắt đầu từ tình bạn mà. Nhưng mà mối quan hệ giữa người với nhau giống như rượu vang vậy, muốn nó đậm thì phải cho thời gian để nó lên men. Trước đây tôi đã trong chơi mất biết bao nhiêu là thời gian, bây giờ mới làm việc chính thức, rất nhiều thứ tôi phải học, tôi còn phải phụ chị hai của tôi nữa. Tôi muốn bù đắp khoảng thời gian trước đây mà mình lãng phí, cho nên những chuyện khác tạm thời tôi không có nghĩ tới. Ồ, anh cũng vậy. Bây giờ không những là ông chủ của Vĩnh Sương Thịnh, còn là chủ tịch công đoàn tỉnh Quảng Châu, là người phụ chức quyền thị trưởng. Cho nên bất luận anh là bạn tốt của anh Hòa hoặc là gì Quảng Châu, anh cũng không được phân tâm. Tôi hiểu, tán thành hai tay luôn. Sự nghiệp là quan trọng. Anh hiểu được vậy thì tôi vui lắm rồi. Sau này chúng ta vẫn là bạn tốt, cổ vũ và khích lệ lẫn nhau. Phải, phải. Nha. Ồ, dạo này em Phương hay tô môi son làm mặt, còn mặc váy nữa. Sức nước qua thì thơm nước mũi luôn. Làm chuyện kỳ lạ mờ ám. Nè bà chủ, bà đoán cổ đang làm gì vậy? Ê, nghe mày nói tao mới để ý. Tối hôm qua đó, lúc cho mặt trượt về nhà, đi qua phòng của nó, nó nằm mơ nói nói cái gì vậy ta? Anh là cơn gió, còn em là xi măng gì không đó. Không phải là xi măng mà là cát. Đó là bài thơ tình. Hả? Sao cô Phương lại biết vậy? Ồ, thôi chết, tôi đã hiểu rồi. Chắc đã tới thời kỳ thiếu nữ vậy thầy. Không phải chứ, dạo này con đâu có thấy con Phương mặc mấy bộ đồ màu hồng hoa bự nữa. Ừ, cái này có tính là hoa không? Cô Phương đã mặc cái này đi ngủ à? Hi da, đừng có coi, còn coi gì nữa. Nè, cất đi. Tôi chết rồi đầu tôm. Lớp bên ngoài không điệu, lớp bên trong thì điệu. Thank you.
Hả? Nhĩ nhạnh quá. Yêu. Nè, Tép con chạy đi đâu rồi? Không được. Nó không thấy mình. 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 Đúng là nó không thấy mình. Thì ra chiêu này xài được à? Hey, cái con nhỏ này dám coi má của nó tàn hình, chắc chắn là có chuyện. Phòng nào? Phòng nào đây? À, ô, à, ô. Là giọng của Tép con. Tiêu rồi, rên tới vậy không tưởng tượng được nữa. Tránh ra. Đừng quay lại, đừng đẩy, đừng quay lại. Mau lên, mọi người tới đây làm gì? Anh hỏi em tới chỗ này sơ rỉ làm gì chứ? Đang đọc thơ mới. Thơ mới. A ai ôi ai da, anh như cơn gió nhẹ thổi vào mặt, nằm trong hoài bão hưởng thụ những khẽ chạm dịu dàng từ nó. Nha, từ nhỏ tới lớn bắt em cầm cây viết còn khổ hơn là đòi chặt tay. Kêu em mở cuốn sách ra, thà bắt em đi lao động khổ sai. Em mà đi học thơ mới thì anh hai đây làm thị trưởng từ lâu rồi. Chuyện này chắc chắn không hề đơn giản. Nói, là ai dẫn em tới đây? Là tôi. Chào anh Tu. Lớp thơ này tôi là người phụ trách. Tôi nhận ra được anh. Anh là người hôm trước tới nộp đơn làm giáo sư có đúng không? Vậy phải. Ồ, tôi hiểu rồi. Hôm đó tôi không nhận anh thì anh canh cánh ở trong lòng, nên dụ em gái của tôi tới đây rồi định là trả đũa tôi phải không? Anh Tu à, anh đã nghĩ nhiều quá rồi. Anh hai, đừng đổ oan cho người khác. Em là ngưỡng mộ tài hoa của anh Văn nên chủ động tới đây học thơ mới của ảnh. Em còn trẻ chưa có hiểu chuyện, biết cái gì gọi là lường gạt sao? Một cô gái cùng với đám đàn ông ở chỗ này sơn sơn sỉ sỉ, không có ra thể thống gì cả. Theo anh gì? Em quang minh chính đại, có gì mà chẳng ra thể thống? Em còn chưa hỏi mọi người, sao có nhóm người lén lút theo dõi em chứ? Tại sao? Tại anh hai lo cho em, sợ em gặp chuyện thôi. Ở trên đời này không thiếu hạng cặn bã lịch sự, thú đội lớp người. Phải đó, Tép con à, nghe lời anh hai đi, mau về nhà. Đúng đó Tép con, về nhà thôi nói. Nghe lời đi Tép con, chúng ta về đi. 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 Buông em ra. Cô Tô, điều là người nhà đừng có làm mất hòa khí. Coi bộ tạm thời cô đừng tới đây học. Anh Văn à, dĩ hòa dĩ quý, cô theo anh hai cô về đi. Coi như là anh biết điều. Nè bà chủ, sao rồi, cổ sao rồi? Không chịu mở cửa, nó nói là không muốn ăn. Không ăn thì thôi, chúng ta ăn luôn phần của nó. Ây da, đầu tôm mà. Em cô đã lớn rồi, đi quen bạn trai rồi cặp bồ là chuyện bình thường thôi. Thì phải, sau khi nó có bạn, không còn nghe nó nói những lời thô tục như trước kia. Bây giờ nó nói chuyện giống như dùng thánh ngữ. Phải đó, ngày thường cổ hay ngồi chống chân, không biết khép nép. Ăn đồ thì tạo ra mấy tiếng động giống như mấy tên khổ sai. Nhưng dạo này cổ thay đổi hẳn, trở lại là một cô gái. Thì đó, dù gì nó cũng là con gái đó mà, hả? Con gái thì phải lấy chồng, không lẽ con muốn em con cái đời ế chồng? Thì, không phải cô phản đối Tép con cặp bồ, chỉ là không muốn nó dây dưa với chỗ thơ sở. Con chỉ biết nói em mình lại không biết nói tới bản thân, hả? Vậy con với cô ba đường gia thì sao, hả? Khoảng cách hai đứa không phải khá gần gũi sao, con cũng đâm đầu vào đó thôi, hả? Phải rồi, mấy cái chuyện tình cảm rất là khó nói. Biết đâu người ta viết thơ mới có tư tưởng mới. Họ suy nghĩ không có cổ hủ giống như cậu. Anh Phi à, coi như cho Tép con một cơ hội đi. Bây giờ anh mà cương quyết chia rẽ đôi uyên ương, em sợ sau này cổ sẽ phàn nàn anh cả đời. Dù hôm đó quá thật là tôi có chút xíu quá đáng, hôm nay tôi tới là đặc biệt muốn nói lời xin lỗi với anh. Anh Tô, chuyện nhỏ thôi, hà tất gì để bụng. Thực ra chủ yếu là anh có thể hiểu được và hòa giải sự hiểu lầm giữa anh và em gái của anh. Như vậy là tôi yên tâm rồi. Anh quen với em gái tôi từ khi nào? Nó theo anh học thơ mới được bao lâu rồi? Thật ra tôi và cô Tô đã từng gặp mặt nhau một lần. Trước kia lúc tôi tới tuyển làm thầy giáo,
sau đó thì định bỏ đi. Rồi tôi gặp cổ ngoài đường, hai người cùng trò chuyện. Nhưng không ngờ em gái của anh lại có hứng thú với thơ mới. Cũng tình cờ tôi mở lớp dạy thơ ở chỗ này, cho nên tôi mời cổ khi rảnh rỗi tới đây cùng nhau nghiên cứu. Quê quán anh ở đâu? Thiên Tân. Lý do gì lặn lội xa xôi đến đây kiếm sống? Tôi cùng chí hướng với một nhóm bạn học. À phải, tôi quên giới thiệu, ảnh tên Nhất Đa. Tự nhiên, cảm ơn. Chúng tôi dự định tới Quảng Châu thì phát triển giới văn học, sưu tầm một số thơ mới lĩnh Nam. Đúng vậy, anh hiểu phong phú về văn học, thơ mới và anh sáng tác, ngay cả báo chí Thiên Tân cũng có đăng. Phải rồi anh Tô, hôm qua tôi mới sáng tác một bài thơ rất hay để tôi đọc cho anh nghe. Hoa ngàn cây giấu sương mù, bay lượn lờ như chim nhạn. Mây lượn lờ, gió hiu hiu, một cô gái đã gửi vào lòng một câu chuyện cũ xuân thành, cho nên lòng tôi... Nè nè nè, cái gì hoa ngàn sương giấu như cây, toàn bộ là... Anh Tô, thật ra thì hoa ngàn cây như sương mù. Giống nhau thôi, họ đều là các diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Đúng vậy, vừa rồi tôi có đề cập tới chuyện cũ xuân thành, một cô gái phất phơ như là chim nhạn, toàn bộ đều là các bộ phim vừa mới được công chiếu. Bộ thích coi phim lắm sao? Ngâm thơ cũng thêm các tình tiết vào nữa. Thật ra tôi ngoài thích thơ mới, đối với phim ảnh tôi cũng rất hứng thú. Vậy à, tôi có người anh em tốt, cũng rất là thích coi phim. Thì không. Hờ, nói cho nghe, người anh em đó chính là người thay thị trưởng Quảng Châu hiện giờ. Ảnh tên là Uông Thế Kiệt. Có phải thật không? Anh quen biết thị trưởng. Vậy thị trưởng có biết anh không? Sao mà không biết tôi? Hàng ngày anh không trò chuyện với tôi là không thể ngủ ngon được. Tình bạn giữa chúng tôi thân thiết biết mấy. Một chén cháo ghe hai người cùng ăn, đây là chuyện cỏn con. Tôi từng thử, cùng với ta bị kẻ khác cầm súng chĩa vào huyệt thái dương. Lợi hại chưa? Lợi hại, lợi hại. Một, hai. Khoan đã, chờ chút. Nè cục trưởng Trương, anh cười là đúng, nhưng nụ cười phải xuất phát từ nội tâm. Anh thử nghĩ xem, ngày thường người dân trông thấy anh nghiêm trang, nhưng đột nhiên thấy anh cười phô như vậy, họ sẽ không quen. Nghĩa là người chụp hình không có thoải mái, người xem càng không thoải mái. Vậy tôi biết mọi người bình thường ít khi biểu đạt trước máy chụp hình, cho nên mặt mày căng thẳng. Tôi có một cách có thể chia sẻ cho mọi người. Mọi người qua đây. Phải làm sao? Nè, chúng ta tay nắm tay. Được. Ý nghĩa là mọi người chúng ta cùng nhau chống đỡ. Nè, mọi người cùng nhau chống đỡ. Cùng nhau chống đỡ. Cùng nhau chống đỡ. Nhắm mắt lại. Từ từ tưởng tượng. Đầu óc của chúng ta. Đúng rồi, trong đầu của chúng ta. Đỉnh đầu. Mái tóc ở trên đầu. Mất tiêu. Phải rồi, rất nhẹ nhõm. Xuống tới vầng trán. Cặp lông mày của chúng ta cũng mất tiêu. Cặp lông mi mất luôn. Rồi đôi mắt có nhiều đường vân, rất nhiều, trông nặng nề. Đúng, rất nặng nề. Xuống tới mũi, đột nhiên có một luồng không khí trong lành thổi tới. Làm thêm lần nữa. Tới miệng rồi, hàm răng của chúng ta không thấy đâu nữa. Cái cằm mất luôn. Đúng, đôi môi trống rỗng. Phải. Sao hả? Có phải mọi người bắp thịt được thả lỏng rồi hay không? Phải rồi. Tại sao toàn bộ đều được thả lỏng vậy? Được đó. Đúng vậy. Thoải mái quá trời. Thoải mái. Xin lỗi, tôi nghe mùi hương kỳ lạ, thấy không khỏe. Mùi hương gì? Mùi hương âm dương khí lạ. Có lẽ do thời tiết thay đổi, dấu hiệu sắp bệnh. Rất có thể. Thị trưởng, tôi muốn về nghỉ ngơi, bữa khác mới nói sau. Cũng được, bữa khác chụp tiếp. Nhớ phải đi bác sĩ. Lịch sử hoài phòng của anh Niên ở cái đất Quảng Châu này có ai mà không biết chứ. Anh hai của anh chỉ lo giúp ông già kinh doanh thôi. Nói câu thật lòng, quả thật là anh không giống đại thiếu gia của Đường gia. Dạ, quá khen. Thật ra thì tôi cho là làm người điều quan trọng nhất là hiểu biết và vui chơi kịp thời. Nè, lúc xưa tôi giỏi đá banh, còn bây giờ thì giỏi về dưỡng sinh. Còn nữa, chọn đồ cổ hay lại sành ăn uống. Tóm lại làm người nhất định phải giỏi. Anh giỏi rồi.
Ảnh đó hả? Đúng là có nhiều sở thích, giống như hồi còn trẻ vậy phải không? Ừ, đúng đúng. Nè các vị, hay là chúng ta cùng nhau trở về quê săn bắt đồ nướng có được không? Được. Anh Viên à, ngày thường anh đi thêm vài bước cũng than mệt. Về quê vừa ngồi xe vừa phải ngồi tàu, e rằng tới chừng đó là bắt em đấm bóp giùm anh rồi. Vậy coi như cho em cơ hội hầu hạ anh cũng được mà, có đúng không? Nè các vị, nhìn kìa, vợ chồng anh Yên ân ái ghê chưa? Bà xã à, bà phải học hỏi mới được đó. Nè, thật ra thì đau lưng nhức mỏi là chuyện thường gặp. Sai tàu xe vất vả, không cần phải lo. Tôi có một chai dầu con rết từ Đại Lý mới. Sức vào, nhức mỏi đều tan biến. Nè anh Yên, chai dầu của tôi cũng không thua kém. Là dầu dừa đặc sản của Nam Dương. Dầu dừa hết cái đó. Còn tôi có dầu khư phong cá sấu, khư phong khử ướt, trị cả nhức răng luôn. Nhức răng cũng trị được. Lợi hại. Bảo à, hey, em coi mùi hương nào thích hợp hơn đi. Thôi đi. Hả? Dầu thơm còn được, chứ em rất sợ mùi dầu thuốc. Ồ. Bảo em không gì chứ? Nè chị à, thoa chút dầu thuốc trước đi. Nè, chị tiêu chảy nôn mửa, công hiệu lắm. Ồ thiệt à. Nè để anh thoa cho mau lên. Trong người em thấy không khỏe lắm, hay là em về trước nha? Em muốn về, vậy anh đưa em về. Hay giờ không cần. Hả? Tối nay anh là chủ, giả lại bài tiệc linh đình. Ồ, đâu thể bỏ đi vậy được. Hơn nữa sau khi tan việc anh còn phải đánh bài. Anh... thôi được. Bà Đường đang chờ xe tới đón à. Trận mưa này còn dài, tôi cho bà quá gian. Anh à, đã khuya sao cô đứng đó đợi một mình? Ông Đường không đi chung à? Tôi chỉ muốn một mình yên tĩnh. Vậy xin lỗi cô, coi bộ là tôi đã phá hoại yên tĩnh của cô. Tôi cũng đâu có nói như vậy. Thấy cô hình như có nhiều tâm sự, không được vui à? Bộ trưởng Uông có tài làm việc, không ngờ cũng hiểu thấu tâm sự người khác. Sự thật cái chuyện đời không như ý thường có rất nhiều. Đáng tiếc là chuyện có thể thổ lộ không nhiều. Ê, coi bộ anh cũng đang có tâm sự. Đúng ra là có, nhưng bây giờ gặp được cô thì đã khác hẳn. Có thể gặp được một người chịu nghe mình kể lể, lại không sợ sẽ buồn chán, vậy tôi cũng đâu đến nỗi nào. Khi trời mưa lớn người ta sẽ thấy lạnh. Nè, khoác vào đi. Thực ra ông trời không bạc đãi tôi. Trong lúc tôi thiếu điểm tựa, có người bằng lòng che chở mưa gió. Lần trước đã vậy, lần này cũng vậy. Che mưa che gió cho phái nữ là chức vụ của đàn ông. Nếu quen biết anh sớm hơn thì tốt biết mấy. Hay để anh đưa em về? Không cần đâu. Em lo cái gì, dù sao một lát anh cũng phải đi họp mà. Anh cũng phải họp sớm như vậy? Hết cách thôi, tân thị trưởng bây giờ thức rất sớm, mọi người phải phối hợp. Thực ra em cho rằng Lễ Hòa đâu thích hợp ngồi chiếc ghế thay thị trưởng. Anh chưa hiểu thấu, chỉ lo tập trung xem điện ảnh.
Còn anh thì khác, so lý lịch và công lao, anh đều hơn hẳn chàng khờ đó. Nhưng anh không được như người ta, có người chống lưng rất vững vàng. Nhưng không sao, anh có là tính nhẫn nại, chỉ cần uống cái nhiều nhắm mắt xuôi tay, cái ghế thị trưởng sẽ thuộc về anh. Làm người đâu thể suốt ngày bị động, vậy chỉ tổ để kẻ khác xỏ mũi dắt đi. Anh nhẫn nại thôi, nhưng cơ hội đã quay lại hai lần. Xưa nay em nhìn người luôn rất chuẩn, trước bán đồ cổ cũng vậy, giờ nhận xét người cũng vậy. Chức vụ bộ trưởng phòng tham sự đúng là quốc ức cho anh rồi. Thời thế có thể tạo anh hùng, nhưng anh hùng cũng có thể tạo thời thế. Thôi chết, lại căn phòng nào đi. Anh ở đây làm gì? Gặp được hai người ở đây thì là hay quá. Đúng ra tôi định vào đây tham quan, nhưng mà chỗ này rộng lớn quá cho nên tôi đi lạc đường nãy giờ. Hai người có thể chỉ tôi tới phòng khách hay không? Anh coi chỗ này là nơi nào, tùy tiện để anh tham quan bừa bãi sau. Xin lỗi, tôi không biết quy tắc. Anh là ai? Tôi họ Văn, tên Chi mà. Anh vào tòa thị chính bằng cách nào? Tôi là bạn của anh Tô, anh dẫn tôi vào đây. Là anh Tô nào đi? Anh tôi chính là Bộ trưởng Ương, đang tìm tôi à? Hì, sau khi vô đoàn trí nạn của thị trưởng, thật lòng bận biểu tới nỗi đi vệ sinh cũng có người tìm gặp. Sao hả Bộ trưởng Ương, có chuyện gì? Ở đây là tòa thị chính, không phải là quán ăn, mặc cho người ngoài tự ý ra vào. Cho dù anh thuộc người của thị trưởng đi nữa, muốn đưa bạn vào thì cũng xin phép trước, không được ngoại lệ. Hả? Phiền anh trình giấy xin phép. Nghĩa là nếu không có giấy xin phép, cả tôi cũng không nể mặt. Bí thư trường, lập tức đưa anh Văn này ra ngoài. Xin mời. Nói thật là giấy xin phép thì tôi không có, nhưng mà thư mời do chính tay thị trưởng ký tên thì tôi có ở đây. Là thị trưởng mời tôi cùng với người bạn vô đây, không biết làm vậy có được hay không? Chào thị trưởng. Chào anh. Ngồi. Xin mời. Từ khi tiếp quản công vụ ở tòa thị chính đến nay, tôi chưa được coi bộ phim nào. Chính vì tôi biết anh mê phim ảnh nên đặc biệt giúp anh tìm một người có cùng sở thích mê phim ảnh để thỏa mãn ý nguyện của anh. Tôi có nghe anh Tô Phi kể thị trưởng rất muốn xem bộ phim Người ở Paris đúng không? Phải, bộ phim công chiếu chưa tới 2 tuần thì đã tạm ngưng. Rốt cuộc là vấn đề ở khâu nội dung hay là gia nam nữ diễn chưa được xuất sắc? Chắc bởi vì các rạp hát quảng cáo không đầy đủ. Đúng ra bộ phim đó cho dù là biên kịch hay đạo diễn, diễn viên, tất cả đều là đẳng cấp. Tôi cũng nghĩ vậy. Ê, bộ phim Hạnh Phúc Quả Cầu Thủy Tinh anh coi qua chưa? Ý anh muốn nói là bộ phim ý lấy La Mã làm bối cảnh phải không? Tôi đã xem 3 lần rồi. Vai nữ chính Maria, mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng mà nhờ có tấm lòng thành, người ngay thẳng, nói lời hay, có lòng tốt. Chính vì cái điểm này làm cho mẹ kế của tôi rất là cảm động, xây chuyển nhận mệnh cả gia tộc. Wow. Hai người đúng là vừa gặp đã quen ha. Như là do trúng đài nữa, không biết có khi nào mai mốt hai người ở chung một nhà hay không. Bộ phim Một Người Tốt ở Naples, nhất định anh đã từng coi. Khi bộ phim này được công chiếu, tôi chưa có tới Quảng Châu cho nên bỏ lỡ cơ hội. Đã bỏ lỡ phim tốt. Một nhân vật nhỏ trong cuộc đời mình, chuyện bất hạnh cứ nối tiếp xảy ra. Không những ảnh không có phàn nàn, trái lại có tính nhẫn nại trong cảnh gian khổ. Trong tính nhẫn nại ngộ ra sự biết ơn. Thật ra nói thì nói, tôi cũng từng có trải nghiệm này. Chuyện là gì? Có một hôm tôi đánh mặt chữa cùng với đám anh em ở quán khổ say. Không những tám dòng không được ra quân bài mà còn không được phỏng. Nhà tôi không hề than trời quán đất trong cảnh biển khổ, ngộ ra nhẫn nại. Cuối cùng mấy dòng sau tôi đã đổi giận, ăn 8 đôi liên tiếp, vẫn may đến không ai ngờ. Đến khi đếm quân bài, thật sự tôi rất là biết ơn. Anh Phi, đừng có lạc đề. Nè anh Văn, hả? Bữa nào có chiếu bộ phim Một Người Tốt ở Naples,
tôi với anh cùng đi coi. Cảm ơn thị trưởng chứ. Cảm ơn gì. Căn cứ theo mấy ngày qua đám thuộc hạ âm thầm quan sát, cộng thêm mấy lần có cơ hội tiếp xúc với Uông Thế Kiệt, hắn không chỉ đơn giản mê điện ảnh mà còn rất thích mấy bộ phim với kết cục đại đoàn viên và có lòng tốt sẽ được báo đáp. Theo như dò xét hành vi của ảnh, ảnh đúng là một người tràn đầy tình thương, nhưng tất cả là những ý nghĩ không thực tế. Nếu để cho ảnh đảm nhiệm chức vụ thị trưởng, muốn cai trị Quảng Châu này e là không đủ sức. Uông thị trưởng mấy tháng trước đây đã hứa nhận buổi phỏng vấn từ đài phát thanh BBB của Anh Quốc, giảng giải chính xác về vấn đề dân sinh. Ông nói là máy phát thanh của người Tây toàn thế giới đều nghe được, rất lợi hại, còn kêu chúng ta phải đề cao tinh thần không để mất mặt. Kế đó, ông nhận một hơi phỏng vấn của nước Anh, nước Mỹ và Hà Lan, ba đài phát thanh này. Hiện giờ, họ đã phái người qua bên đây. Mong là thị trưởng tiếp nhận phỏng vấn từ họ. Hơn nữa buổi phát sóng này là trực tiếp. Vậy là sao không có được à? Thị trưởng mới mới lên nhậm chức, Quảng Châu đã có nhiều việc cần phải giải quyết. Còn phỏng vấn chỉ là chuyện nhỏ thôi. Phải đó. Tốt nhất là đợi khi ảnh chính thức nhậm chức thị trưởng rồi tiếp nhận phỏng vấn, như vậy là hợp lý nhất. Thì anh cũng hiểu cái đám người Tây đó rồi. Nhưng lúc thị trưởng mới tạm thời thay thế chức, kiếm cớ làm phỏng vấn, thực ra là họ muốn tìm cơ hội để viết bài lung tung. Lỡ như thị trưởng lên đài phát thanh rồi nói sai điều gì sẽ khiến cho cả Quảng Châu này loạn lên. Sở trưởng Đầu, ông nhút nhát từ lúc nào chỉ nói những lời không hay. Tôi chỉ nói theo sự thật thôi. Thị trưởng cũng từng nói khi mà lên đài phát thanh thì cả thế giới đều nghe được, rất lợi hại. Nếu có thị trưởng Uông bên cạnh trấn áp thì dễ rồi. Nhưng mà tình trạng hiện giờ của ông ấy lúc tỉnh lúc mê, lỡ thị trưởng thay trước có lỡ lời gì cho kẻ khác có cơ hội giết bậy thêm mắm thêm muối, nhất là bên chính phủ Nam Kinh và Quảng Tây trước giờ luôn canh chừng chúng ta. Nếu có lỡ lời khiến cho cơ nghiệp trước giờ thị trưởng đã gầy dựng bị hủy trong một lúc. Đại niên chó nhất, hoàng kim qua hơi chó sắt, niên niên có hôm nay có xuân trồng, chỉnh đâu có sắt. Nhất đầu chó gì, chúc này khó gì, mà sự như gì, nhất nhất như sự vẫn đa đi, vẫn đa đi. Say sorry, chép khẩu đâu không phải đầu hì. Nǐ zǒu wǒ wǒ zǒu, nǐ yǒu zǒu lǐ chó xì. Sở hữu quý nhân call nǐ chong lục chín, yī hǒu mỗi yī gè tiān yǒu chúc nǐ gā kǐ dōng lǒu yān. Gù gù chép đầu yǒu qīng xīn, tì xīng nǐ wǒn qī fú qī zǒu qín. Pa pa bóp đầu, zǒu fāng xīn, bình an huì líng nǐ shí bèi tīng shīn. Gò gò xiào rōng yǒu gǒu zhēn, shūn zhēn gè miàn shāng yī xiào hǎo qīn. Lǔ yǒu guò niān dài biān shīn, yǒu wǒ bèi nǐ fát bǐn. Gōng zhōng nǐ zài zhē shīn chūn nài hǎ shān quán. Yǎng shì gān zhōng wǒn wǒ.